Cục cưng ơi, nậu ơi, lại đi đâu nữa rồi không biết. Anh Bang, hôm nay vợ anh đã kéo tụi giang hồ tới nhà tôi. Tôi rất sợ. Tôi nghĩ anh nên về với vợ anh đi. Dù không thực sự có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Tạm biệt. Mày chuẩn bị hồ sơ đi, rồi tới xí nghiệp tao nộp thử xem sao. Ờ đúng rồi, hình như là sắp mới có đợt tuyển người thì phải đó chị. Hay là Khánh xin giám đốc dùng chị được không? Chắc thôi để em nhờ anh Thuấn cho. Tại vì em muốn gặp mặt ông ấy. Mày yên tâm đi, tụi tao hỏi anh Thuấn cho. Thôi lẹ đi chị, sắp tới giờ làm rồi. Sao? Tụi bay tìm ra nó chưa? Cái gì? Căn hộ bữa đó là chính xác hả? Trời ơi, cái con trời đánh này. Trời ơi, mình bị tụi nó qua mặt rồi trời. Ông Bang ơi là ông Bang. Mày cho người theo dõi nó coi xem nó đâu ra chưa? Tao sẽ lột da nó cho mày coi. Tôi đi làm nghe bà. Bà đi làm không đó? Hả? Bà nói kỳ đi làm chứ đi đâu? Ông đó, đi làm hay đi hẹn hò với con nào nữa đây? Cứ vậy hoài. Thôi tôi đi nghe. Ông đó nghe, giỏi lắm. Ông mới ra ngoài đó nghe tụi bay. Tụi bay theo dõi ông cho tao đó. Nụ. Ông tới đây làm cái gì? Mấy bữa nay sao em không về nhà? Em có biết là anh lo cho em lắm không? Ông vẫn còn lo cho tôi hả? Vậy mà tôi tưởng ông sợ bà vợ lớn của ông quá nên không dám ra khỏi nhà luôn chứ. Em đừng giận mà. Anh... Thôi, ông không cần phải giải thích đâu. Ông về với bà vợ của ông đi. Em về nhà với anh đi. Em ở đây anh không an tâm chút nào hết. Về đó để giờ ông giết chết tôi luôn hả? Mà bà ta đâu có đi một mình, có mấy thằng đàn em giang hồ của bà nữa chứ. Không có chuyện đó đâu. Em về nhà với anh đi mà nha. Ông làm ơn để cho tôi yên đi. Về đó tôi không sống nổi đâu. Nhưng mà mình có nhà có cửa. Em ở đây làm cái gì chứ? Em cứ yên tâm về đi. Anh bảo đảm với em là không có ai làm gì em đâu. Tôi không có về đâu. Tôi thấy sợ bà vợ của ông lắm rồi. May là bữa đó có người can thiệp kịp thời nên tôi mới thoát được. Chứ lần sau biết tôi có còn gặp may như vậy nữa không? Anh biết rồi. Nhưng bây giờ em cứ về đi. Nếu em không muốn ở đó nữa,
Anh mướn nhà khác cho em ở. Dù có ở đâu thì cũng có người tới kiếm chuyện thôi. Vợ ông đâu có đơn giản. Bà ta nhất định không để yên cho tôi đâu. Tôi thấy tốt nhất mình nên tiếp tục ở lại đây. Nụ, xem lại tuyệt tình quá vậy. Có phải em có người khác rồi phải không? Tôi biết mà. Bây giờ em xinh đẹp rồi nên có nhiều người đeo đuổi lắm. Em chê tôi già phải không? Không xứng đáng với em cho nên em đưa ra nhiều lý do như vậy để em bỏ anh. Bây giờ thì em đã đạt được những cái mà em đã muốn rồi, có đúng hay không? Anh hơi quá lời rồi đó. Vậy chứ ông có nghĩ giờ ông thuê người tới đánh tôi phải khổ sở và nhục nhã như thế nào không? Nụ à, anh xin lỗi em mà, tại vì anh thương em quá đó. Em cũng biết là anh lo lắng cho em biết dừng nào mà. Hả? Nhưng mà tôi không muốn sống một cuộc sống chui nhủi và luôn luôn nơm nớp lo sợ như vậy. Bà ta có thể đánh đập, thậm chí giết chết tôi nữa kìa. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng thực sự là tôi không thể tiếp tục sống với ông được nữa. Tốt hơn hết, ông nên quay về với vợ ông cho yên chuyện đi. Không được, anh không thể nào sai em được hết đó. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Mình sẽ mướn nhà nơi khác rồi cẩn thận hơn, sẽ không ai biết đâu em à. Nha. Kìa. Trời nè. Ơi. Nè. Nụ. Ông làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Cậu là ai vậy? Chuyện của tôi với cô nụ này thì liên quan gì tới cậu hả? Tôi là ai không quan trọng, nhưng nụ đã muốn chấm dứt quan hệ với ông thì ông hãy để cho nụ yên đi. Chuyện của người khác, tốt hơn hết là cậu không nên xen vào. Nụ, em cứ về sống với anh. Anh cam đoan với em là không ai dám đụng tới một sợi tóc của em hết. Ôi trời trời trời, chạy đâu dữ vậy? Hả? Đủ chống cửa mày. Sao không đủ? Em chạy đi. Thôi mà bà, về đi, đừng có gây chuyện nữa mà. Về đi, có gì lát nữa về nhà rồi nói. Đứng lên mày. Lên. Đây thôi. Lên. Không ngờ vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà ông lại phản bội tôi. Thôi mà bà, dám gạt gẫm lấy tiền của tôi đi nuôi con nhỏ này. Còn mày nữa, mới có mấy tuổi đầu à mà mày còn mày đặt muốn ăn ngon mặc đẹp hả? Không chịu đi làm mà đi quyến rũ chồng người hả mày? Không ai dạy mày hết phải không? Để tao dạy mày. Đúng, bà bỏ cái thói giật chồng người khác. Thôi mà bà, bà làm ơn dừng lại giùm tôi được không? Chuyện này mà đổ bể ra tôi còn đâu là danh dự ngó mặt ai nữa. Vậy khi ông điếu đỡn với nó, ông có nghĩ tới danh dự của tôi hay không? Tôi xin bà mà. Ông khỏi phải xin xỏ gì hết á. Hôm nay tôi mới dạy cho nó biết thế nào á, dùng sắc đẹp mê hoặc chồng người khác. Mày hả mày? Trời ơi, giật chồng người khác nè. Mày chết. Thôi mà, thôi mà. Tao tát như vậy cho mày nhớ nghe mày. Hồi nào á thì ốc dung đó. Cậu cưng ơi, nụ ơi, lại đi đâu nữa rồi không biết. Anh Ban, hôm nay vợ anh đã kéo tụi giang hồ tới nhà tôi. Tôi rất sợ. Tôi nghĩ anh nên về với vợ anh đi. Dù không thật sự có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Tạm biệt.
ra ngoài đó nghe tụi bay. Tụi bay theo dõi ông cho tao đó. Nụ. Ông tới đây làm cái gì? Mấy bữa nay xem không về nhà. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Ông vẫn còn lo cho tôi hả? Vậy mà tôi tưởng ông sợ bà vợ lớn của ông quá nên không dám ra khỏi nhà luôn chứ. Em đừng giận mà. Anh... Thôi, ông không cần phải giải thích đâu. Ông về với bà vợ của ông đi. Em về nhà với anh đi. Em ở đây anh không an tâm chút nào hết. Về đó, để vợ ông giết chết tôi luôn hả? Mà bà ta đâu có đi một mình. Có mấy thằng đàn em giang hồ của bà nữa chứ. Không có chuyện đó đâu. Em về nhà với anh đi mà. Nha. Ông làm ơn để cho tôi yên đi. Về đó, tôi không sống nổi đâu. Nhưng mà mình có nhà có cửa. Em ở đây làm cái gì chứ? Em cứ yên tâm về đi. Anh bảo đảm với em là không có ai làm gì em đâu. Tôi không có về đâu. Tôi thấy sợ bà vợ của ông lắm rồi. May là bữa đó có người can thiệp kịp thời nên tôi mới thoát được. Chứ lần sau biết tôi có còn gặp may như vậy nữa không? Anh biết rồi. Nhưng bây giờ em cứ về đi. Nếu em không muốn ở đó nữa, anh mướn nhà khác cho em ở. Dù có ở đâu thì cũng có người tới kiếm chuyện thôi. Vợ ông đâu có đơn giản. Bà ta nhất định không để yên cho tôi đâu. Tôi thấy tốt nhất mình nên tiếp tục ở lại đây. Nụ, sao em lại tuyệt tình quá vậy? Có phải em có người khác rồi phải không? Tôi biết mà. Bây giờ em xinh đẹp rồi nên có nhiều người đeo đuổi lắm. Em chê tôi già phải không? Không xứng đáng với em cho nên em đưa ra nhiều lý do như vậy để em bỏ anh. Bây giờ thì em đã đạt được những cái mà em đã muốn rồi, có đúng hay không? Anh hơi quá lời rồi đó. Vậy chứ ông có nghĩ giờ ông thuê người tới đánh tôi, tôi phải khổ sở và nhục nhã như thế nào không? Nụ à, anh xin lỗi em mà. Tại vì anh thương em quá đó. Em cũng biết là anh lo lắng cho em biết dừng nào mà. Ha? Nhưng mà tôi không muốn sống một cuộc sống chui nhủi và luôn luôn nơm nớp lo sợ như vậy. Bà ta có thể đánh đập, thậm chí giết chết tôi nữa kìa. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng thực sự là tôi không thể tiếp tục sống với ông được nữa. Tốt hơn hết, ông nên quay về với vợ ông cho yên chuyện đi. Không được. Anh không thể nào sai em được hết đó. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Mình sẽ mướn nhà nơi khác rồi cẩn thận hơn. Sẽ không ai biết đâu em à. Nha. Kìa. Trời nè, ơi. Nè, nụ. Ông làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Cậu là ai vậy? Chuyện của tôi với cô nụ này thì liên quan gì tới cậu? Hả? Tôi là ai không quan trọng. Nhưng nụ đã muốn chấm dứt quan hệ với ông thì ông hãy để cho nụ yên đi. Chuyện của người khác, tốt hơn hết là cậu không nên xen vào. Nụ, em cứ về sống với anh. Anh cam đoan với em là không ai dám đụng tới một sợi tóc của em hết. Ôi trời trời trời, chạy đâu dữ vậy? Hả? Bà! Ui da! Đủ! 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 Mày. Sao đủ? À, em chạy đi! Thôi mà bà, về đi, đừng có gây chuyện nữa mà. Về đi, có gì lát nữa về nhà rồi nói. Lên! Lên! Lên!
Không ngờ vợ chồng sống nhau bao nhiêu năm rồi mà ông lại phản bội tôi. Thôi mà bà, dám gạt gẫm lấy tiền của tôi đi nuôi con nhỏ này. Còn mày nữa, mới có mấy tuổi đầu à mà mày còn mày đặt muốn ăn ngon mặc đẹp hả? Không chịu đi làm mà đi quyến rũ chồng người hả mày? Không ai dạy mày hết phải không? Để tao dạy mày. Đúng, bà. Bỏ cái thói giật cho người khác. Thôi mà bà, bà làm ơn dừng lại giùm tôi được không? Chuyện này mà đổ bể ra tôi còn đâu là danh dự ngó mặt ai nữa. Vậy khi ông điếu đỡn với nó, ông có nghĩ tới danh dự của tôi hay không? Tôi xin bà mà. Ông khỏi phải xin xỏ gì hết á. Hôm nay tôi mới dạy cho nó biết thế nào á, dùng sắc đẹp mê hoặc chồng người khác. Mày hả mày? Trời ơi, giúp chồng người khác nè, mày chết. Thôi mà, thôi mà. Tao tát như vậy cho mày nhớ nghe mày. Hồi nào á thì úp dung đó. Mày, công an tới, công an tới kìa. Công an tới kìa. Công an tới chị ơi, chị đi. Về tụi bay. Nụ, chạy tụi bay. Ông có về hay không? Nhìn cái gì? Nụ, lại lên. Em có sao không nụ? Nhìn lên, nhìn lên. Nụ, em có sao không? Xe lại lên. Lên xe về luôn với tôi. Trời ơi. Trời, sao bà gan quá vậy? Bà không sợ tụi nó sao? Tại tao sợ con nụ mềm xương với bà chằng đó. Tao cũng run thấy mồ á. Ủa, mà công an đâu? Tao nói dốc á, làm gì có công an nào. Vậy sao bà không báo công an thiệt đi? Mày mắc cười quá. Mày đừng có xúi dại tao. Tao báo công an thiệt, lỡ tụi nó biết tụi nó trả thù sao? Trời, vậy mà tôi cứ tưởng bà biết đứng về chính nghĩa chứ. Trời, tội nghiệp nhỏ quá à. Nhưng mà tại nó lấy chồng người ta mà, đàn bà mà, ai mà không ghen. Ê, tụi nó về kìa. Hình như Khánh với Thơm về kìa. Dì Năm. Hả? Chuyện gì vậy dì Năm? Trời ơi. Dạ? Tụi bay vô con nụ nó có làm sao không? Nó mới vừa bị ta đánh ghen đó. Hả? Nhanh nó đi. Đang khóc trọng kìa. Chị Nụ, bà đánh mày đau lắm phải không? Mày có bị thương ở chỗ nào không vậy? Cũng tại anh bị tụi nó giữ bên ngoài cho nên Nụ mới bị đánh như vậy nè. Không sao đâu anh, em đáng bị như vậy mà. Em đừng tự trách mình nữa. Từ hôm nay em quên hết những chuyện không hay đi. Con người ai cũng có lúc vấp ngã. Quan trọng là sau này em như thế nào thôi. Mà sao cái bà đó ác dữ vậy trời? Đánh con người ta ra nông nổi này mà được á hả? Chị đã về đây rồi mà bà còn chưa yên tâm sao? Cũng tại chị bút bút nông nổi. Bà ghen cũng đúng thôi mà. Ông vô đây cho tôi. Buông ra đi. Bà làm gì? Bà làm tôi đau nè. Buông ra cái coi. Bà làm vậy người làm tao thấy kỳ lắm. Xấu hổ hả? Ngồi xuống đây cho tôi. Ông là thứ đàn ông khốn nạn mà. Cứ nghĩ tới cái chuyện ông lừa dối tôi á, ông đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền bạc của tôi rồi. Tôi chịu không nổi ông nữa rồi đó. Sao ông chết quách đi cho rồi? Bà nói gì kỳ vậy? Tiền bạc trong nhà này cũng một tay tôi làm ra, đâu phải của riêng mình bà đâu. À, ông giỏi quá ha. Nói như vậy mà ông vẫn chưa nhận ra cái việc làm sai trái của ông nữa hả? Vậy thì ông đi luôn đi. Ra ngoài mà sống với con quỷ đó cho thoải mái. Ông đi khuất mắt tôi đi. Ông đi rồi thì ông đừng bao giờ giác mặt về cái nhà này nữa nghe chưa. Đi. Bà vừa phải thôi nghe. Bà đừng có thấy tôi nhịn rồi bà làm tới nghe không? Tôi không sợ bà đâu. À, không sợ thì ông lại tiếp tục đi tìm con nhỏ đó nữa phải không? Tôi không thể nào chịu nổi cái thói trăng qua của ông nữa nghe chưa. Tôi sẽ ly dị ông cho coi. Bà muốn ly dị thì bà ly dị. Bà làm đơn đi tôi ký. Bà tưởng tôi sợ hả?
Tôi ngán bà tới tận cổ rồi nè. Được, kỳ này tôi sẽ cho ông ra ngoài bằng tay không nè. Nhau bao nhiêu năm nay mà cũng tại con nhỏ đó nó gạ gẫm tôi. Chứ tôi đâu có, ý của tôi đâu phải là như vậy đâu. Dậy đi Khánh ơi, sáng rồi kìa. Ủa, nậu đâu rồi? Dậy đi em. Chắc là chị đi tập thể dục quá. Chị coi nè, chị đủ bỏ đi rồi. Hả? Tao xin lỗi, tụi bay đừng kiếm tao nữa. Tao thấy xấu hổ lắm. Tao không còn mặt mũi nào ở lại đây. Và cũng không muốn làm liên lụy tới mọi người. Tụi bay đừng buồn tao nha. Trời ơi, sao nó phải làm như vậy? Có ai trách móc gì nữa đâu chứ. Có cái gì vậy hai chị? Chị nụ bỏ đi rồi, chị viết thư lại cho phòng mình nè. Không biết con nụ nó đi đâu. Ngoài tụi mình ra, nó đâu còn chỗ nào để đi. Có khi nào chị đủ làm chuyện dại dột không? Sao em thấy lo quá. Con nụ á, nó thương má và em nó lắm. Mà giờ nó lại là đồng chính trong nhà nữa. Không có nó thì nhà nó không biết làm sao hết. Lúc trước á, nó đi theo ông Ban, một phần cũng là vì gia đình nó. Chị nghĩ là nó không muốn bị mọi người đàm tiếu về nó nên mới bỏ đi thôi, chứ không có nghĩ quẩn đâu. Tội nghiệp cho chị. Hay là để chiều nay anh chị em đi một vòng thử tìm coi, biết đâu tìm thấy đồ thì sao. Dạ. Chiều nay tan ca chị sẽ tới chỗ con Nga hỏi thử coi con nụ nó có ghé không. Tại vì ngoài phòng mình ra, con nụ nó chỉ chơi thân với con Nga thôi. Thôi hai chị mau ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Mọi chuyện để từ từ rồi tính. Giờ có lo nhiều quá cũng không giải quyết được gì đâu. Phải ăn cho có sức khỏe mới tìm nụ được chứ. Ăn đi em. Dạ. Dạ. Cô tới xin việc hả? Dạ. Ở đây có tuyển công nhân không anh? Không cô ơi, dạo này kinh tế khủng hoảng, hầu hết các xí nghiệp mà rất ít các đơn đặt hàng nên gặp nhiều khó khăn lắm. Người ta còn tìm cách cho nhân viên nghỉ bớt, không có nhận thêm đâu cô. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Không có chi. Mời vào. Anh ơi, anh cho em hỏi,
ở đây có tuyển công nhân không vậy anh? Không em ơi, dạo gần đây tình hình sản xuất đang gặp khó khăn lắm, ít việc, xí nghiệp lại đang thừa người nữa. Hôm qua vừa mới cho mấy chục người nghỉ việc đó. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì đâu em. Nghe, nghe. Ủa chị Thơm, chị mới tới hả? Chị tới đây định hỏi em một chuyện. Con Nụ nó có ghé chỗ em không vậy? Dạ không. Bộ chị Nụ có chuyện gì hả chị? À, thì cũng có chút chuyện. Con Nụ nó bỏ đi rồi. Chị tưởng nó ghé chỗ em nên chị tới hỏi thử cho biết. Nếu mà Nụ nó có liên lạc với em hay là em biết nó ở đâu á thì nhớ báo cho chị biết liền nghe. Dạ. Tụi chị đang lo cho nó lắm. Thôi chị về đây. Có gì mà căng thẳng dữ vậy em? Hồi đó tới giờ em không có quen làm chuyện đó chị ơi. Thì từ từ rồi cũng quen mà em. Làm việc đó vừa nhiều tiền vừa lại sung sướng, không phải khổ cực nữa em à. Dạ. Đi anh. Đi tàu nhanh bao nhiêu em? Muốn chiều hết cỡ thì 300.000, bao cả phòng. Rẻ mà anh, đi đi anh. Chiều hết cỡ là chiều sao nè? Hết cỡ là anh muốn sao cũng được hết á. Miễn là anh vui là được rồi. Đi đi anh, mở hàng cho em đi. Rồi ok, lên xe cưng. Dạ. Chị có xin được việc không chị? Em nấu cơm rồi đó. Chị vô tắm đi rồi mình ăn luôn. Thôi em ăn đi, chị không đói đâu. À, bữa nay chị Thơm có tới xí nghiệp tìm chị đó. Rồi em nói sao? Thì em nghe lời chị. Em không có nói chị biết là chị ở đây. Ồ. À, chị Thơm có dặn em á, nếu chị có liên lạc với em hay em biết chị ở đâu á thì nhớ báo cho chị biết. Em thấy mọi người bên đó có vẻ lo lắng cho chị lắm á. Chị đừng có buồn nữa. Dù sao á, chuyện cũng qua rồi. Chờ khi nào á chị kiếm được việc làm, chị sẽ ổn định cuộc sống trở lại thôi mà. Chị cũng mong như vậy. Cảm ơn em đã cho chị ở nhờ. Thật sự, nếu không tới đây thì cũng không biết đi đâu nữa. Sao chị khách sáo với em dữ vậy? Lúc trước á, Mai á, cũng nhờ có chị giúp em mới thoát khỏi thằng Dũng mắt nâu. Em còn chưa có dịp cảm ơn chị. Nếu như chị không muốn quay về lại chỗ chị Thơm á thì chị muốn ở đây bao lâu cũng được.
Cảm ơn em. Chị mới về hả? Chị ăn cơm luôn nha, em ra dọn. Thôi em ăn đi, chị đang giảm cân. Em đã đốc thúc tụi nó chưa? Giờ đang là mốt gái quê đó. Em kêu tụi nó chách khéo khéo một chút thì mới dụ được mấy em còn nai chứ. Ừ. Nhưng bếp kham, mấy anh đẹp trai, ăn nói dễ thương thì em nào chả mê. Dạ, em nói tụi nó rồi chị. Alo. Sao? Mày tìm được tung tích của anh ta rồi hả? Được, tao sẽ thưởng mày sao. Bye nha. Anh tưởng anh ra tù là anh quên tôi được sao? Ủa, chuyện gì vậy chị? À, không có chuyện gì đâu em. À mà, chuyện chị nhờ em tới đâu rồi? Dạ, chuyện chị nhờ em về quê dụ mấy đứa dưới quê lên á, bán qua biên giới. Em thấy sợ quá chị ơi. Rồi người ta nghi ngờ em, rồi bắt em sao chị? Có gì đâu mà em lo dữ vậy không biết nữa. Con gái quê á, có đứa nào mà không ham đổi đời đâu. Em cứ đánh vô tâm lý mà thích ngồi mát ăn bát vàng của tụi nó là được chứ gì. Chị đảm bảo với em là cá sẽ cắn câu nhanh thôi. Ừ? Nhưng mà em... Có phải là em không muốn làm không? Em đừng quên là nhờ có ai mà em mới có cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Dạ, em biết rồi, em đâu có dám quên ơn chị. Biết vậy thì tốt. Thôi, chuẩn bị về quê lo công việc cho chị đi. Dạ, con nghe nè má. Có chuyện gì vậy má? Nậu ơi, Tuân nó mới vừa lên cơn động kinh, nó ngất xỉu rồi. Má phải đưa nó vô bệnh viện cấp cứu đó con ơi. Trời đất ơi, sao tự nhiên nó lại bị như vậy chứ? Mà nó làm sao rồi má? Má không biết nữa. Bác sĩ đang khám cho nó. Má tranh thủ ra ngoài gọi điện báo cho con biết nè. Con hiểu rồi, để con về phụ má lo cho nó nghe. Thôi khỏi, con không cần về đâu. Một mình má lo cho em là được rồi. Con cứ yên tâm mà ở lại làm việc đi. Con có tiền thì gửi về cho má một ít, để má trả tiền viện phí và tiền thuốc cho em. Dạ, để con sắp xếp rồi gửi tiền về cho má nghe. Má yên tâm nha má. Mà có chuyện gì á, má nhớ gọi điện cho con hay liền nha. Ừ, má biết rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nghe không. Má cúp má nha. Dạ dạ, con chào má. Cô tới xin việc hả? Dạ. Ở đây có tuyển công nhân không anh? Không cô ơi. Không em ơi. Dạo gần đây tình hình sản xuất đang gặp khó khăn lắm. Muốn chiều hết cỡ thì 300 ngàn bao cả phòng. Rẻ mà anh, đi đi anh. Chiều hết cỡ là chiều sao nè? Hết cỡ là anh muốn sao cũng được hết á. Miễn là anh vui là được rồi. Đi đi anh, mở hàng cho em đi. Rồi ok, lên xe cưng. Dạ. Chào anh. Hình như là anh đang bận lắm có phải không? Ừ,
tới đây làm gì? Sao anh hỏi kỳ vậy? Em nhớ thì tới thăm anh, không được sao? Dù gì, tụi mình cũng từng là... Chuyện đó qua lâu rồi. Em đừng nhắc lại làm gì nữa. Khó khăn lắm, em mới tìm được anh đó. Sao anh ra tù trước thời hạn mà không đến tìm em? Chắc là anh cải tạo tốt nên được thả ra hả? Chuyện của anh, em hỏi làm gì? Anh làm gì mà khó chịu với em vậy? Em hỏi vậy tại vì em quan tâm đến anh thôi mà. Hay là anh có người con gái khác rồi nên không cần em nữa? Nhưng em nói cho anh biết, cô công nhân kia không thích hợp với anh đâu. Anh ngạc nhiên lắm sao? Đừng có tưởng là qua mắt được em. Chuyện giữa anh với em đã là quá khứ rồi. Em còn nhắc lại làm gì nữa? Đối với anh thì là quá khứ, nhưng mà em thì không có nghĩ vậy. Em không thể nào chấp nhận con bé đó, nó có được anh đâu. Anh cấm em không được đụng tới Khánh. Nếu không anh sẽ... Anh sẽ làm gì tôi? Nhìn thấy độ anh như vậy, vậy là anh yêu con bé đó lắm hả? Chắc là nó con nhà lành, xinh đẹp, ngoan hiền hơn em chứ gì. Chuyện đó không quan trọng. Nhưng bây giờ em có cuộc sống riêng của em rồi. Em đừng xen vào cuộc sống của anh nữa được không? Tốt hơn hết là anh nên biết điều với em. Em vẫn còn xài số cũ đó. Thôi em về đây. Anh à, anh đang làm cái gì vậy? Không, không có chuyện gì. Có chuyện gì vậy em? Dạ, em muốn hỏi anh một chuyện. Em ngồi đi. Dạ. Chuyện gì vậy em? Em định hỏi anh, nếu như mà mai mốt á, tụi em tìm được chị Nụ rồi á, thì anh có thể giúp cho chị vô làm chung với em với chị Thơm được không? Ừ. Tại vì nói thiệt với anh là em không muốn lên gặp giám đốc để nói về chuyện này. Anh hiểu rồi, anh sẽ nói lại với giám đốc. Em hy vọng là khi biết mình có việc làm ổn định rồi thì chị Nụ sẽ không còn mặc cảm nữa, mà yên tâm quay về sống chung với em với chị Thơm như trước đây. Anh, chiều nay tan ca anh chở em đi tìm chị Nụ tiếp nha. Anh Thuấn. Hả? Anh sao vậy? Chiều nay em rủ Thơm đi cùng nghe. Anh bận một số công việc chưa giải quyết. Nghe em. Thôi em xuống xưởng làm tiếp đi. Anh cứ lo công việc của anh đi. Ừ. Con Quyên này, làm ăn cái kiểu gì không biết nữa. Đã nói là kiếm mấy đứa trẻ đẹp mà gửi lên toàn hình gì đâu không à. Alo, em nghe nè. Sao, có hàng chưa cưng? Em cũng đang đau đầu lắm đây. Cả tuần nay tụi... Cục cưng ơi, Nụ ơi, lại đi đâu nữa rồi không biết. Anh Ban, hôm nay vợ anh đã kéo tụi giang hồ tới nhà tôi. Tôi rất sợ.
Tôi nghĩ anh nên về với vợ anh đi. Dù không thực sự có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Tạm biệt. Mày chuẩn bị hồ sơ đi, rồi tới xí nghiệp tao nộp thử xem sao. Ờ à, đúng rồi. Hình như là sắp mới có đợt tuyển người thì phải đó chị. Hay là Khánh xin giám đốc dùng chị được không? Thôi để em nhờ anh Thuấn cho. Tại vì em muốn gặp mặt ông ấy. Mày yên tâm đi, tụi tao hỏi anh Thuấn cho. Thôi lẹ đi chị, sắp tới giờ làm rồi. Ờ à. Ừ sao? Tụi bay tìm ra nó chưa? Cái gì? Căn hộ bữa đó là chính xác hả? Trời ơi, cái con trời đánh này. Trời ơi, mình bị tụi nó qua mặt rồi trời. Ông Bang ơi là ông Bang. Mày cho người theo dõi nó coi xem nó đâu ra chưa? Ta sẽ lột da nó cho mày coi. Tôi đi làm nghe bà. Bà đi làm không đó? Hả? Bà nói kỳ đi làm chứ đi đâu? Ông đó. Đi làm hay đi hẹn hò với con nào nữa đây? Cứ vậy hoài. Thôi tôi đi nghe. Ông đó nghe. Giỏi lắm. Ừ. Ông mới ra ngoài đó nghe tụi bay. Tụi bay theo dõi ông cho tao đó. Nụ. Ông tới đây làm cái gì? Mấy bữa nay xem không về nhà. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Ông vẫn còn lo cho tôi hả? Vậy mà tôi tưởng ông sợ bà vợ lớn của ông quá, nên không dám ra khỏi nhà luôn chứ. Em đừng giận mà. Anh... Thôi, ông không cần phải giải thích đâu. Ông về với bà vợ của ông đi. Em về nhà với anh đi. Em ở đây anh không an tâm chút nào hết. Về đó để giờ ông giết chết tôi luôn hả? Mà bà ta đâu có đi một mình. Có mấy thằng đàn em giang hồ của bà nữa chứ. Không có chuyện đó đâu. Em về nhà với anh đi mà. Nha. Ông làm ơn để cho tôi yên đi. Về đó tôi không sống nổi đâu. Nhưng mà mình có nhà có cửa. Em ở đây làm cái gì chứ? Em cứ yên tâm về đi. Anh bảo đảm với em là không có ai làm gì em đâu. Tôi không có về đâu. Tôi thấy sợ bà vợ của ông lắm rồi. May là bữa đó có người can thiệp kịp thời nên tôi mới thoát được. Chứ lần sau biết tôi có còn gặp may như vậy nữa không? Anh biết rồi. Nhưng bây giờ em cứ về đi. Nếu em không muốn ở đó nữa, anh mướn nhà khác cho em ở. Dù có ở đâu thì cũng có người tới kiếm chuyện thôi. Vợ ông đâu có đơn giản. Bà ta nhất định không để yên cho tôi đâu. Tôi thấy tốt nhất mình nên tiếp tục ở lại đây. Nụ, sao em lại tuyệt tình quá vậy? Có phải em có người khác rồi phải không? Tôi biết mà. Bây giờ em xinh đẹp rồi, nên có nhiều người đeo đuổi lắm.
Em chê tôi già phải không? Không xứng đáng với em cho nên em đưa ra nhiều lý do như vậy để em bỏ anh. Bây giờ thì em đã đạt được những cái mà em đã muốn rồi, có đúng hay không? Anh hơi quá lời rồi đó. Vậy chứ ông có nghĩ giờ ông thuê người tới đánh tôi phải khổ sở và nhục nhã như thế nào không? Nụ à, anh xin lỗi em mà, tại vì anh thương em quá đó. Em cũng biết là anh lo lắng cho em biết dừng nào mà. Hả? Nhưng mà tôi không muốn sống một cuộc sống chui nhủi và luôn luôn nâm nấp lo sợ như vậy. Bà ta có thể đánh đập, thậm chí giết chết tôi nữa kìa. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, nhưng thực sự là tôi không thể tiếp tục sống với ông được nữa. Tốt hơn hết, ông nên quay về với vợ ông cho yên chuyện đi. Không được, anh không thể nào xa em được hết đó. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Mình sẽ mướn nhà nơi khác, rồi cẩn thận hơn, sẽ không ai biết đâu em à. Nha. Trời nè, nè. Nụ. Ông làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Cậu là ai vậy? Chuyện của tôi với cô nụ này thì liên quan gì tới cậu hả? Tôi là ai không quan trọng, nhưng nụ đã muốn chấm dứt quan hệ với ông thì ông hãy để cho nụ yên đi. Chuyện của người khác, tốt hơn hết là cậu không nên xen vào. Nụ, em cứ về sống với anh. Anh cam đoan với em là không ai dám đụng tới một sợi tóc của em hết. Ôi trời trời trời, chạy đâu dữ vậy? Hả? Buông ra! Đủ, 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 mày. Sao đủ? À, em chạy đi. Thôi mà bà, về đi, đừng có gây chuyện nữa mà. Về đi, có gì lát nữa về nhà rồi nói. Lên. Không ngờ vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà ông lại phản bội tôi. Thôi mà bà, dám gạt gẫm lấy tiền của tôi đi nuôi con nhỏ này. Còn mày nữa, mới có mấy tuổi đầu à mà mày còn mày đặt muốn ăn ngon mặc đẹp hả? Không chịu đi làm mà đi quyến rũ chồng người hả mày? Không ai dạy mày hết phải không? Để tao dạy mày. Đúng, bà. Mày bỏ cái thói giật chồng người khác. Thôi mà bà, bà làm ơn dừng lại giùm tôi được không? Chuyện này mà đổ bể ra tôi còn đâu là danh dự ngó mặt ai nữa. Vậy khi ông điếu đỡ với nó, ông có nghĩ tới danh dự của tôi hay không? Tôi xin bà mà. Ông khỏi phải xin xỏ gì hết á. Hôm nay tôi mới dạy cho nó biết thế nào á, dùng sắc đẹp mê hoặc chồng người khác. Mày hả mày? Trời ơi, bà. Giúp chồng người khác nè, mày chết. Thôi mà, thôi mà. Tao tát như vậy cho mày nhớ nghe mày. Hồi nào á thì ốc dung đó. Công an tới, công an tới kìa. Công an tới kìa. Công an tới chị ơi, chị đi. Về tụi bay. Nụ, chạy tụi bay. Ông có về hay không? Nhìn cái gì? Nụ, lại lên. Em có sao không nụ? Lên. Nụ, em có sao không? Lại lên. Lên xe về luôn với tôi. Trời ơi, sao bà gan quá vậy? Bà không sợ tụi nó sao? Tại tao sợ con nụ mềm xương với bà chằng đó. Tao cũng run thấy mồ á. Ủa, mà công an đâu? Tao nói dốc á, làm gì có công an nào. Vậy sao bà không báo công an thiệt đi? Mày mắc cười quá. Mày đừng có xúi dại tao. Tao báo công an thiệt, lỡ tụi nó biết tụi nó trả thù sao? Trời, vậy mà tôi cứ tưởng bà biết đứng về chính nghĩa chứ. Trời, tội nghiệp nhỏ quá à. Nhưng mà tại nó lấy chồng người ta mà, đàn bà mà, ai mà không ghen. Ê, tụi nó về kìa. Hình như Khánh với Thơm về kìa. Ê.
Di Nam. Hả? Chuyện gì vậy Di Nam? Trời ơi. Dạ? Tụi bay vô coi nụ nó có làm sao không? Nó mới vừa bị ta đánh ghen đó. Hả? Nhanh nó đi. Đang khóc trỏng kìa. Chị nụ. Bà đánh mày đau lắm phải không? Mày có bị thương ở chỗ nào không vậy? Cũng tại anh bị tụi nó giữ bên ngoài, cho nên nụ mới bị đánh như vậy nè. Không sao đâu anh, em đáng bị như vậy mà. Em đừng tự trách mình nữa. Từ hôm nay em quên hết những chuyện không hay đi. Con người ai cũng có lúc vấp ngã, quan trọng là sau này em như thế nào thôi. Mà sao cái bà đó ác dữ vậy trời? Đánh con người ta ra nông nổi này mà được á hả? Chị đã về đây rồi mà bà còn chưa yên tâm sao? Cũng tại chị bút bút nông nổi. Bà ghen cũng đúng thôi mà. Ông vô đây cho tôi. Buông ra đi. Bà làm gì? Bà làm tôi đau nè. Buông ra cái coi. Bà làm vậy người làm tao thấy kỳ lắm. Xấu hổ hả? Ngồi xuống đây cho tôi. Ông là thứ đàn ông khốn nạn mà. Cứ nghĩ tới cái chuyện ông lừa dối tôi á, ông đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền bạc của tôi rồi. Tôi chịu không nổi ông nữa rồi đó. Sao ông chết quách đi cho rồi? Bà nói gì kỳ vậy? Tiền bạc trong nhà này cũng một tay tôi làm ra, đâu phải của riêng mình bà đâu. À, ông giỏi quá ha. Nói như vậy mà ông vẫn chưa nhận ra cái việc làm sai trái của ông nữa hả? Ừ. Vậy thì ông đi luôn đi. Ra ngoài mà sống với con quỷ đó cho thoải mái. Ông đi khúc mắt tôi đi. Ông đi rồi thì ông đừng bao giờ dắt mặt về cái nhà này nữa nghe chưa? Đi. Bà vừa phải thôi nghe. Bà đừng có thấy tôi nhịn rồi bà làm tới nghe không? Tôi không sợ bà đâu. À, không sợ thì ông lại tiếp tục đi tìm con nhỏ đó được phải không? Tôi không thể nào chịu nổi cái thói trăng qua của ông nữa nghe chưa? Tôi sẽ ly dị ông cho coi. Bà muốn ly dị thì bà ly dị. Bà làm đơn đi tôi ký. Bà tưởng tôi sợ hả? Tôi ngán bà tới tận cổ rồi nè. Được. Kỳ này tôi sẽ cho ông ra ngoài bằng tay không nè. Ha. Coi ông hết tiền hết bạc thì có con nào nó dám đi theo ông nữa hay không? Lâu nay ông sướng quá nên ông sanh tật. Nhưng ông quên rằng tất cả những cái tài sản trong căn nhà này đứng tên tôi. Kể cả căn nhà này và cái phòng khám của ông nữa đó. Đó là những thứ tài sản của ba má tôi để lại cho tôi trước khi tôi cưới ông. Nhưng mà nếu ly dị thì không còn một cái chuyện gì để chia chác nữa, ông hiểu chưa? Ông nghe cho rõ đây. Tôi sẽ gọi điện cho luật sư. Nhanh chóng làm thủ tục ly dị ngay bây giờ. Ông cứ ở đó đi. Rồi chờ giấy gọi của tòa án. Mình à, thôi mà bớt nóng đi. Bỏ ra. Tôi xin lỗi. Tôi biết là tôi sai rồi. Dù sao đi nữa thì bà muốn làm gì cũng phải nghĩ tình nghĩa mình sống với nhau bao nhiêu năm nay. Mà cũng tại con nhỏ đó nó gạ gẫm tôi. Chứ tôi đâu có, ý của tôi đâu phải là như vậy đâu. Ông nói cái gì? Nó gạ gẫm ông hả? Ừ. Hay là cái thứ dê dài như ông á? Ông gọi điện cho nó, ông mua cái này cái nọ cho nó. Tôi không rành ông quá thì ai rành ông? Thôi mà, bà thông cảm đi. Bắt con gà cũng phải tốn một nắm gạo. Tôi nói thiệt mà. Thôi bỏ qua cho tôi lần này đi. Hả?
Không biết con nụ nó đi đâu. Ngoài tụi mình ra, nó đâu còn chỗ nào để đi. Có khi nào chị đủ làm chuyện dại dột không? Sao em thấy lo quá. Con nụ á, nó thương má và em nó lắm. Mà giờ á, nó lại là đồng chính trong nhà nữa. Không có nó thì nhà nó không biết làm sao hết. Lúc trước á, nó đi theo ông Ban, một phần cũng là vì gia đình nó. Chị nghĩ là nó không muốn bị mọi người đàm tiếu về nó nên mới bỏ đi thôi, chứ không có nghĩ quẩn đâu. Tội nghiệp cho chị. Hay là để chiều nay á, anh chị em đi một vòng thử tìm coi, biết đâu á, tìm thấy đồ thì sao. Dạ. Chiều nay tan ca chị sẽ tới chỗ con Nga hỏi thử coi con nụ nó có ghé không. Tại vì ngoài phòng mình ra, con nụ nó chỉ chơi thân với con Nga thôi. Thôi hai chị em mau ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Mọi chuyện để từ từ rồi tính. Giờ có lo nhiều quá cũng không giải quyết được gì đâu. Phải ăn cho có sức khỏe mới tìm nụ được chứ. Ăn đi em. Dạ. Dạ. Cô tới xin việc hả? Dạ. Ở đây có tuyển công nhân không anh? Không cô ơi. Dạo này kinh tế khủng hoảng, hầu hết các xí nghiệp mà rất ít các đơn đặt hàng, nên gặp nhiều khó khăn lắm. Người ta còn tìm cách cho nhân viên nghỉ bớt, không có nhận thêm đâu cô. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có chi. Mở vào. Anh ơi, anh cho em hỏi, ở đây có tuyển công nhân không vậy anh? Không em ơi, dạo gần đây tình hình sản xuất đang gặp khó khăn lắm. Ít việc, xí nghiệp lại đang thừa người nữa. Hôm qua vừa mới cho mấy chục người nghỉ việc đó. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì đâu em. Nghe. Ủa chị Thơm, chị mới tới hả? Chị tới đây định hỏi em một chuyện. Con nụ nó có ghé chỗ em không vậy? Dạ không. Bộ chị nụ có chuyện gì hả chị? Thì cũng có chút chuyện. Con nụ nó bỏ đi rồi. Chị tưởng á, nó ghé chỗ em nên chị tới hỏi thử cho biết. Nếu mà nụ nó có liên lạc với em hay là em biết nó ở đâu á thì nhớ báo cho chị biết liền nghe. Dạ. Tụi chị đang lo cho nó lắm. Thôi chị về đây. Có gì mà căng thẳng dữ vậy em? Hồi đó tới giờ em không có quen làm chuyện đó chị ơi. Thì từ từ rồi cũng quen mà em. Làm việc đó vừa nhiều tiền vừa lại sung sướng, không phải khổ cực nữa em à. Dạ.
Đi anh. Đi tàu nhanh bao nhiêu em? Muốn chiều hết cỡ thì 300.000, bao cả phòng. Rẻ mà anh, đi đi anh. Chiều hết cỡ là chiều sao nè? Hết cỡ là anh muốn sao cũng được hết á. Miễn là anh vui là được rồi. Đi đi anh, mở hàng cho em đi. Rồi, ok, lên xe cưng. Dạ. Chị về rồi hả? Chị có xin được gì không chị? Em nấu cơm rồi đó. Chị vô tắm đi rồi mình ăn luôn. Thôi em ăn đi, chị không đói đâu. À, bữa nay chị Thơm có tới xí nghiệp tìm chị đó. Rồi em nói sao? Thì em nghe lời chị. Em không có nói chị biết là chị ở đây. Chị Thơm có dặn em á, nếu chị có liên lạc với em hay em biết chị ở đâu á thì nhớ báo cho chị biết. Em thấy mọi người bên đó có vẻ lo lắng cho chị lắm á. Chị đừng có buồn nữa. Dù sao á, chuyện cũng qua rồi. Chờ khi nào á, chị kiếm được việc làm, chị sẽ ổn định cuộc sống trở lại thôi mà. Chị cũng mong như vậy. Cảm ơn em đã cho chị ở nhờ. Thật sự, nếu không tới đây thì cũng không biết đi đâu nữa. Sao chị khách sáo với em dữ vậy? Lúc trước á, Mai á, cũng nhờ có chị giúp, em mới thoát khỏi thằng Dũng mắt nâu. Em còn chưa có dịp cảm ơn chị. Nếu như chị không muốn quay về lại chỗ chị Thơm á, thì chị muốn ở đây bao lâu cũng được. Cảm ơn em. Chị mới về hả? Chị ăn cơm luôn nha, em ra dọn. Thôi em ăn đi, chị đang giảm cân. Em đã đốc thúc tụi nó chưa? Giờ đang là mốt gái quê đó. Em kêu tụi nó chát khéo khéo một chút thì mới dụ được mấy em còn nai chứ. Nhìn webcam mấy anh đẹp trai, ăn nói dễ thương, thì em nào chả mê. Dạ, em nói tụi nó rồi chị. Alo. Sao? Mày tìm được tung tích của anh ta rồi hả? Được, tao sẽ thưởng mày sao? Bye nha. Anh tưởng anh ra tù là anh quên tôi được sao? Ủa, chuyện gì vậy chị? À, không có chuyện gì đâu em. À mà, chuyện chị nhờ em tới đâu rồi? Dạ, chuyện chị nhờ em về quê dụ mấy đứa dưới quê lên á, bán qua biên giới. Em thấy sợ quá chị ơi. Rủi người ta nghi ngờ em rồi bắt em sao chị? Có gì đâu mà em lo dữ vậy không biết nữa. Con gái quê á, có đứa nào mà không ham đổi đời đâu. Em cứ đánh vô tâm lý mà thích ngồi mát ăn bát vàng của tụi nó là được chứ gì. Chị đảm bảo với em là cá sẽ cắn câu nhanh thôi. Nhưng mà em... Có phải là em không muốn làm không? Em đừng quên là nhờ có ai mà em mới có cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Dạ, em biết rồi, em đâu có dám quên ơn chị. Biết vậy thì tốt. Thôi, chuẩn bị về quê lo công việc cho chị đi. Dạ, con nghe nè má. Có chuyện gì vậy má? Nụ ơi, Tuân nó mới vừa lên cơn động kinh, nó ngất xỉu rồi. Má phải đưa nó vô bệnh viện cấp cứu đó con ơi. Trời đất ơi, sao tự nhiên nó lại bị như vậy chứ?
Mà nó làm sao rồi má? Má không biết nữa. Bác sĩ đang khám cho nó. Má tranh thủ ra ngoài gọi điện báo cho con biết nè. Con hiểu rồi. Để con về phụ má lo cho nó nghe. Thôi khỏi, con không cần về đâu. Một mình má lo cho em là được rồi. Con cứ yên tâm mà ở lại làm việc đi. Con có tiền thì gửi về cho má một ít, để má trả tiền viện phí và tiền thuốc cho em. Dạ, để con sắp xếp rồi gửi tiền về cho má nghe. Má yên tâm nha má. Mà có chuyện gì á, má nhớ gọi điện cho con hay liền nha. Ừ, má biết rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nghe không. Má cúp máy nha. Dạ dạ, con chào má. Cô tới xin việc hả? Dạ. Ở đây có tuyển công nhân không anh? Không cô ơi. Không em ơi. Dạo gần đây tình hình sản xuất đang gặp khó khăn lắm. Muốn chiều hết cỡ thì 300 ngàn bao cả phòng. Rẻ mà anh, đi đi anh. Chiều hết cỡ là chiều sao nè? Hết cỡ là anh muốn sao cũng được hết á. Miễn là anh vui là được rồi. Đi đi anh, mở hàng cho em đi. Rồi ok, lên xe cưng. Dạ. Chào anh, hình như là anh đang bận lắm có phải không? Em tới đây làm gì? Sao anh hỏi kỳ vậy? Em nhớ thì tới thăm anh, không được sao? Dù gì, tụi mình cũng từng là... Chuyện đó qua lâu rồi, em đừng nhắc lại làm gì nữa. Khó khăn lắm, em mới tìm được anh đó. Sao anh ra tù trước thời hạn mà không đến tìm em? Chắc là anh cải tạo tốt nên được thả ra hả? Chuyện của anh, em hỏi làm gì? Anh làm gì mà khó chịu với em vậy? Em hỏi vậy tại vì em quan tâm đến anh thôi mà. Hay là anh có người con gái khác rồi nên không cần em nữa? Nhưng em nói cho anh biết, cô công nhân kia không thích hợp với anh đâu. Anh ngạc nhiên lắm sao? Đừng có tưởng là qua mắt được em. Chuyện gì anh với em đã là quá khứ rồi, em còn nhắc lại làm gì nữa? Đối với anh thì là quá khứ, nhưng mà em thì không có nghĩ vậy. Em không thể nào chấp nhận con bé đó, nó có được anh đâu. Anh cấm em không được đụng tới Khánh. Nếu không anh sẽ... Anh sẽ làm gì tôi? Nhìn thấy độ anh như vậy, vậy là anh yêu con bé đó lắm hả? Chắc là nó con nhà lành, xinh đẹp, ngoan hiền hơn em chứ gì. Chuyện đó không quan trọng. Nhưng bây giờ em có cuộc sống riêng của em rồi. Em đừng xen vào cuộc sống của anh nữa được không? Tốt hơn hết là anh nên biết điều với em. Em vẫn còn xài số cũ đó. Thôi em về đây. Anh anh đang làm cái gì vậy? Không, không có chuyện gì. Có chuyện gì vậy em? Dạ em muốn hỏi anh một chuyện. Em ngồi đi. Dạ. Chuyện gì vậy em? Em định hỏi anh, nếu như mà mai mốt á, tụi em tìm được chị Nụ rồi á, thì anh có thể giúp cho chị vô làm chung với em với chị Thơm được không? Ừ. Tại vì nói thiệt với anh là em không muốn lên gặp giám đốc để nói về chuyện này. Anh hiểu rồi, anh sẽ nói lại với giám đốc.
Em hy vọng là khi biết mình có việc làm ổn định rồi thì chị Nụ sẽ không còn mặc cảm nữa, mà yên tâm quay về sống chung với em với chị Thơm như trước đây. Anh, chiều nay tan ca anh chở em đi tìm chị Nụ tiếp nha. Anh Thuấn. Hả? Anh sao vậy? Chiều nay em rủ Thơm đi cùng nghe. Anh bận một số công việc chưa giải quyết. Nghe em. Thôi em xuống xưởng làm tiếp đi. Anh cứ lo công việc của anh đi. Ừ. Con Quyên này, làm ăn cái kiểu gì không biết nữa. Đã nói là kiếm mấy đứa trẻ đẹp mà gửi lên toàn hình gì đâu không à. Alo, em nghe nè. Sao, có hàng chưa cưng? Em cũng đang đau đầu lắm đây. Cả tuần nay, tụi nó kiếm được có mấy người mà toàn là U30 không à. Ok, U30 cũng được. Sao chị? Cũng được hả chị? À. Mà chị trả giá cao hơn một chút nha. Dũng có bên bển không có dễ đâu. Dạo này tụi biên phòng nó tuần tra dữ lắm. Không khéo là chết cả đám đó chị. Em yên tâm đi nha, chị lo hết rồi. Ok, để em sắp xếp. Vậy nha chị. Rõ ra là... Đi cưng, vé cũ đi. Thêm chút đi anh. Ui. Anh ơi. Anh. Đi nhiều em. Hay là em chỉ qua đêm thôi. Vậy nhiêu tiền nói đi em. Ồ em sợ. Anh không có tiền trả cho em hả? Không, tôi không đi đâu. Má nó, ghé đứng đường mà đặt làm sao. Anh ơi. Ê, con kia, đi chỗ khác cho người ta làm ăn. Bộ tính ra đây chơi hay sao hả? Sao còn chưa đi? Chàng rạng đây hoài, chứng con mắt quá. Đi đi. Đã cùng đường mới ra đây mà còn mày đặt cao giá nữa. Con kia đúng là con khùng. Vô đi. Vô đi. Dạ em chào chị. Em về rồi chị ơi. Dạ em chào mới chị. Về hả em? Ngồi đi cưng. Giới thiệu với hai em, đây là chị anh. Chị sẽ là người giới thiệu việc làm cho hai em đó. Thì ra đây là hai cô bạn đang tìm gì mà em nói với chị đó hả? Trời ơi, nhìn dễ thương quá à. Hai em cứ yên tâm ở lại đây. Nếu đã là bạn của em trai chị thì chị sẽ giúp hết mình. Chị nhất định sẽ kiếm cho hai em công việc lương thật cao để tha hồ mua sắm và chát chít. Em có chịu không? Dạ tụi em cảm ơn dạ, chị. Dạ tụi em cảm ơn chị. Em đưa hai bạn lên phòng nghỉ đi. Chờ con Quyên dẫn mấy đứa dưới quê lên rồi đi luôn. Ủa đi đâu vậy chị? Thì đưa tụi em đi kiếm việc làm chứ đi đâu. Thôi hai đứa lên phòng nghỉ cho khỏe nha. Dạ. Đi dạ, tụi em chào chị. Dạ chị em đi. Alo. Tốt. Mày theo dõi luôn, coi con nhỏ ở đâu nghe chưa?
Đi không anh? Bao nhiêu thì ok? Cái đó thì tùy anh. Tàu nhanh hay qua đêm? Thì em cứ ra giá đi. Tàu nhanh thì 200, còn qua đêm thì 500. Nhưng tiền phòng anh chịu nha. Thôi được, lên xe đi. Đi anh. Em về rồi nè. Đi dữ quá ha. Trinh rửa trái cây ăn đi. Thấy em thèm chua nên chị mua cho em á. Em cảm ơn chị nha. Ủa, mà cả ngày hôm nay chị đi đâu vậy? Có đi đâu đâu. Anh Thuấn chở chị về nhà ăn với má anh bữa cơm. Má ảnh cũng sắp về quê rồi. Ghê nha. Em thấy hai anh chị tiến triển nhanh ghê á. Thôi đi, nhanh gì chứ. Chị tới chơi cho biết nhà chứ có gì đâu à. Chứ chị cũng gặp má ảnh trước đó rồi mà. Không lẽ chị đơn giản vậy thôi sao? Con nhỏ này, chọc chị hoài à. Đi rửa trái cây đi, nhanh lên. Dạ. Cẩn thận. Từ. Bữa nay á, tự nhiên có hai người xin nghỉ cùng lúc, làm cả tổ á, đồn rùm lên. Ngày mai đi làm, thế nào em cũng bị chọc cho coi. Người ngoài thì em chưa thấy ai chọc, chứ người trong nhà thì em thấy rồi đó. Có chị thì có, mà chị tới nhà anh Nhân hoài, có ai nói gì đâu. Nè, trời mấy ơi. Chị ăn trái cây đi. Làm phiền em quá ha. Nè, ăn đi. Chị. Những lúc mà em thấy mấy chị em mình quay quần bên nhau như vậy nè, em lại thấy nhớ chị nụ quá. Không biết bây giờ chị làm sao. Có khi nào chị về quê không chị? Chị nghĩ á, nụ vẫn còn ở Sài Gòn. Nhưng vì muốn tránh mặt tụi mình nên không có muốn để cho ai biết thôi. Nó phải ở lại đây đi làm kiếm tiền thì nó mới lo cho má chứ em nó được chứ. Về quê á, nó đâu biết làm gì. Em nghĩ bây giờ á, mình cũng đừng có mất công tìm kiếm nữa. Chị đã cố tình trốn tránh, mình có kiếm kiểu gì cũng không ra đâu. Cứ để khi nào chị hết buồn, hết mặc cảm thì chị sẽ quay về thôi. Ừ. Tối qua chị Khánh làm gì mà không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại hoài vậy? Trời ơi. Thì người ta đi ăn cơm với mẹ chồng tương lai nên về khó ngủ chứ sao. Đây chị. Đúng là vui quá, cũng làm người ta thao thức. Gì đây? Thao thức hồi nào mà thao thức. Tối hôm qua tôi mệt quá, tôi nằm ngủ, có biết gì đâu. Dám nói vậy à? Thôi, có thì nhận đi, đừng có cháu quanh nữa. Trời ơi, chị ơi, cho em xin đi mà. Em không có. Thôi ăn cơm đi rồi đi làm. Hôm nay có người mời ăn sáng hả? Ừ. Ngu gì không ăn. Nè. Dạ.